ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một người cha sống cùng cô con gái nhỏ. Người cha đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Anh chỉ mong muốn có được một mảnh đất nhỏ để làm việc, hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Vị trưởng làng đã cao tuổi, muốn tìm người tài để kế nhiệm vị trí của mình. Nên một ngày, ông đã ra một câu đố hóc búa cho tất cả mọi người. Nếu ai có câu trả lời đúng, sẽ được nhận phần thưởng là một mảnh đất lớn ở ven làng. Hai anh nói muốn giải câu đố ư? Ta sẽ đưa ra một câu đố. Ai trả lời đúng câu đố của ta, thì mảnh đất sẽ thuộc về người đó ngay. Xin cụ hãy đưa ra câu đố, thưa cụ. Hãy nghe nha, trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất và cái gì đáng yêu nhất, ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời. Trời ơi, làm sao mà đoán được câu đố của ông cụ đây, khó quá. Bố ơi, bố có gì buồn bã thế, ông cụ đã nói những gì hả bố? Ông cụ đưa ra những câu đố như thế, thật là bảo người ta phát óc ra suy nghĩ. Câu đố gì hả bố? Trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, cái gì đáng yêu nhất. Bố ơi, các câu này dễ thôi mà. Bố cứ yên tâm nói giống lời của con là được rồi. Thế nào, các anh đã đoán ra chưa? Chúng tôi đã đoán ra rồi thưa cụ. Thưa cụ, thật quá đơn giản. Béo nhất là con lợn nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, đáng yêu nhất là tiền bạc. Ê, nói bậy nào, nói bậy nào. Cụ ơi, là như thế này, không có gì có thể béo hơn mẹ đất, người nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian. Đúng. Thế cái gì nhanh nhất nào? Nhanh nhất là ý nghĩ của con người. Ý nghĩ của con người có thể theo gió đến tận bất cứ nơi đâu. Còn cái gì đáng yêu nhất? Đáng yêu nhất là giấc ngủ say. Bất cứ ai, một khi đã ngủ say đều có thể vũ bỏ tất cả. Cái gì? Giấc ngủ say ư? Trời ơi, vậy là mảnh đất đó không thuộc về mình rồi. Hoàn toàn đúng, nhưng anh phải nói cho ta biết anh tự mình nghĩ ra hay đã có ai giúp đỡ anh. Thưa cụ, tôi có một đứa con gái tên Masa, chính nó đã bảo cho tôi điều đó ạ. Con gái anh mấy tuổi rồi, theo học thầy nào mà giải được câu đố của ta? Dạ thưa cụ, nhà con nghèo, tiền để mua thức ăn còn không có, lấy đâu tiền đi học ạ? Con gái còn 8 tuổi rồi, nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp cơm nước cho con thôi ạ. Có việc này ư? Còn cô bé ấy không được học hành tử tế, thế mà lại đoán được câu đố của ta, ắt hẳn là người có tài. Nếu được rèn giũa, chắc chắn sẽ có ích cho xã hội. Ta phải thử nữa xem sao. Người thật liếu láo, dám bỡn cợt ta. Con gái người mới có 8 tuổi, làm sao có thể trả lời được? Đã vậy, người sẽ bị trừng phạt. Trời ơi, xin cụ tha cho con hoàn toàn nói sự thật. Được rồi, con gái người phải giải được câu đố sau của ta thì ta mới tin. Đây là 10 quả trứng gà chín, hãy đưa cho con gái anh, bảo cô ấy đem gà mẹ ấp qua một đêm, phải nở ra những con gà. Sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết 3 con quay chín mang đến cho ta ăn sáng. Sáng mai anh hãy mang đến đây, nếu như không làm được thì anh và con gái sẽ gặp rắc rối đấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Bố ơi, sao bố lại buồn vậy? Lời giải đáp của con đã sai hả bố? Không phải, chúng ta gặp rắc rối rồi con ơi. Bố ơi, bố hãy đem chậu cháo đến đưa cho ông cụ đi. Bảo với ông cụ là ông cụ hãy đào một cái hố, đem chậu cháo trồng xuống đó, cây mạ mọc lên, khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xát thành hạt gạo, nghiền vỡ ra, rồi đem đến cho những con gà nở từ những quả trứng chín này ăn đi. Chuyện gì nữa vậy bố? Con nhìn đây, ông cụ đưa cho con một rễ cây gai, yêu cầu con ngâm vào nước rồi phơi nắng, đập kỹ và phải dệt ra 100 tấm vải. Thưa ông, xin ông hãy làm khung cửi từ cành cây nhỏ này để tôi mang về dệt rễ gai. Xem ra đây đúng là một cô gái thông minh. Anh hãy quay về nói với con gái anh, bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng mai. Nhưng phải nhớ là không được đi bộ, cũng không đi xe, không đi chân không, cũng không đi giày, không cần đem theo lễ vật, nhưng không thể thiếu lễ vật. Nếu con gái anh không đến, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bố ơi, cháu có buồn, tất cả đều tốt hết. Xin bố đem về cho con một con thỏ sống.
Sáng sớm hôm sau, Masha xỏ một chân vào đôi giày rách, còn một chân đi không. Sau đó, cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, con sẻ cầm trên tay, một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết. Rõ ràng con dê đi bộ thay cô, rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà ông già. Không thấy cô bé ấy đến, có lẽ những câu trước chỉ là do ăn mai thôi ư? Cô bé để con dê kéo xe đến ư? Thông minh đấy. Các người hãy thả hai con chó săn ra. Thỏ con, hãy chạy thật nhanh nha. Thưa cậu, đây là lễ vật con biếu cho cậu ạ. Khá khen cho sự thông minh, ứng biến nhanh lẹ của con. Ta vốn không có con, nếu không chê, ta sẽ làm cha nuôi của con. Sau này tới theo ta học, nhất định sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Dạ, con cảm ơn cậu. Vậy là nhờ sự thông minh của mình, cô bé đã được ông cụ nhận làm con nuôi. Cô theo ông cụ học từ đó với mong muốn sau này sẽ trở thành người giỏi giang và giúp ích được rất nhiều người như ông cụ. Bố mẹ nuôi của đàn sóc. Đã từ lâu lắm rồi, ở vùng núi Kangwon có một đôi vợ chồng già nọ. Họ không có mụn con nào, vì vậy chỉ có hai ông bà sống bên nhau trong căn nhà nhỏ, không người chăm nom săn sóc. Ngày ngày, ông lão đang dép bằng sợi rơm, sợi cói, rồi mang ra chợ bán, trong khi bà lão làm thuê cho các nhà giàu có trong làng để đổi lấy thức ăn. Con chồng kia, mày cậy lớn bắt nạt bé đây à? Một con sóc nhỏ xinh đẹp, con bị thương rồi. Để ta mang con về chăm sóc, vài hôm nữa sẽ lành thôi. Bà nhặt con sóc ở đâu về thế? Ở cánh đồng sáng nay đó ông. Con nó bị một con chồn tha đi, thương tích đầy mình rồi nè. Khổ thân con quá, ăn đi cho chóng lành. Sóc được ông bà chăm sóc nên chẳng mấy chốc những vết thương của nó cũng lành hẳn. Sóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà của đôi vợ chồng già. Càng ngày, Sóc càng cảm thấy lưu luyến, không muốn phải rời xa họ. Vì vậy, thỉnh thoảng, Sóc vào rừng chơi, nhưng rồi đến tối lại trở về ngôi nhà nhỏ của ông bà. Ông bà yêu thương Sóc như con vậy. Về rồi hả? Vào ăn cơm con. Con có bạn rồi hả? Cả hai vào đây nào. Ôi trời ơi, sóc của chúng ta có gia đình nhỏ rồi nè. Cả nhà vào đây ăn cơm cùng chúng ta nào. Hôm nay ta có ít hạt dẻ cho các con đây. Lũ sóc con lớn dần và đến lượt chúng lại sinh ra những đứa con xinh xắn. Đàn sóc càng ngày càng đông và lượng thức ăn dành cho chúng càng ngày càng nhiều. Chỉ trong phút chốc, chúng đã ngốn hết số hạt dẻ trong nhà của ông bà. Từ ngày mai, tôi phải chăm chỉ làm việc hơn mới được. Chúng ta cần phải có tiền để mua thêm hạt dẻ cho gia đình nhà sóc. Ông nói phải á. Mai tôi sẽ dậy sớm ra đồng làm việc. Hy vọng ông chủ sẽ trả thêm chút tiền công để dành tiền mua hạt dẻ cho các con. Chẳng mấy chốc, đàn sóc đã chật kín cả căn nhà của ông bà lão. Chúng chơi đùa và nhảy nhót khắp nơi. Không sao đâu, trẻ con nghịch ngợm chút không có sao, nhưng đừng có làm vỡ bát đũa nha. Từ đó, ngôi nhà nhỏ của ông bà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Ông bà chẳng lấy làm phiền mà còn rất cảm thấy hạnh phúc vì họ không còn cô đơn như trước kia nữa. Thời gian thấm thoát trôi, cặp vợ chồng trở nên già yếu hơn. Những bước chân của họ ngày một nặng nề và dường như đã đến lúc họ không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Tôi đã dặn bà đừng làm việc quá sức rồi mà. Mình già rồi, sức đâu mà bà cố. Thì cũng biết vậy, nhưng tội nghiệp đám sóc hôm nay chưa có gì ăn ông ơi. Sóc yêu quý của cha mẹ không còn sức lực để chăm sóc các con nữa.
Có lẽ các con phải quay trở lại khu rừng và tự lo kiếm ăn thôi. Cho dù chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn khi không có các con ở đây. Cặp vợ chồng già cảm thấy như vừa mất đi những đứa con của họ. Cái ông này, ông không nên đuổi chúng đi mới phải. Tôi làm sao quen được với nỗi cô đơn đây? Tôi heo hơn vì phải xa cách chúng mất thôi. Bà thường nhớ chúng thì giữ trong lòng. Ta phải để chúng đi, chúng mới sống được bà nó ạ. À, bà lão à, vào nhà đi, trời tối rồi, sương xuống lạnh lắm đấy. Không biết đàn sóc thế nào rồi ông, tôi lo quá, lòng cứ nóng như có lửa đốt vậy. Ông ơi, con nó về kìa. Hả? Ở đâu nào? Bà có nhìn nhầm không đây? Ôi trời ơi, con của chúng ta về thật đây này, ông nó ơi. Con mang về cho cha mẹ đây ư? Bà nó nhìn kìa, chúng nó trở về đây hết rồi. Trong khi ông bà lão còn chưa hết bất ngờ vì sự trở về của đàn sóc, thì một đống lúa vàng ống đã được chất cao ngất trong căn nhà nhỏ. Đống lúa đó đủ ăn cho cả mùa đông lạnh giá. Thì ra các con đã đi nhặt những bông lúa còn sót lại trên đồng ruộng sau vụ mùa mang về cho cha mẹ đây sao? Đây chẳng phải là loại nhân sâm quý hiếm hay sao? Con thật thông minh đấy. Kể từ hôm đó, đàn sóc ngày ngày mang đến cho ông bà lão rất nhiều thứ để tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc tận tình mà ông bà dành cho chúng trong bao năm qua. Nhân sâm và những loại cây quý khác mà chỉ có đàn sóc thông minh mới biết đến công dụng diệu kỳ của chúng đã mang lại cho ông bà lão sức khỏe và sinh lực. Càng ngày, ông bà càng trẻ và khỏe hơn, đến mức có thể tiếp tục làm công việc đồng áng và không bao giờ còn phải lo lắng vì cuộc sống thiếu thốn nữa. Ba bà hoàng hậu. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có ba bà hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Cả ba người đều được đức vua sủng ái như nhau. Thưa đức vua, vua nước láng giềng đã cho người đưa cống phẩm đến ạ. Cho vào. Thưa đức vua, đây là những cống phẩm quý giá nhất xin được dâng lên ngài. Đức vua của chúng tôi muốn bày tỏ sự mến mộ đối với đất nước của ngài ạ. Thật là quý hóa, ta sẽ đích thân đến cảm ơn đức vua của các ngươi vào một ngày gần nhất. Ôi, đây chính là ba hoàng hậu đẹp nổi tiếng của đức vua. Nghe danh đã lâu, hôm nay thần mới có dịp được diện kiến. Đức vua của chúng tôi vẫn luôn cảm thấy thắc mắc tại sao ngài lại để đến ba bà hoàng hậu ở vị trí tương đương với nhau. Chẳng phải từ trước đến nay một nước chỉ nên có một hoàng hậu thôi hay sao ạ? Nhưng ba hoàng hậu của ta đều tài sắc như nhau, chỉ để một nàng ở cương vị hoàng hậu thì hai nàng còn lại sẽ phải thiệt thòi. Bẩm đức vua, trong ba mỹ nhân này thế nào cũng có một người tuyệt diễm hơn hai người kia, nhưng ngài không tài nào nhận ra được thôi ạ. Có lẽ vì ngài nhìn mãi nó quen mắt đi chăng. Xin đức vua tha tội nếu những lời nói từ đáy lòng của thần có động chạm đến ngài. Việc đó thì có quan trọng gì đâu cơ chứ, thưa đức vua. Dù thế nào, xin đức vua hãy cẩn trọng trước những lời nói của sứ giả nước láng giềng. Họ đã từng là kẻ thù của chúng ta, biết đâu lại có âm mưu nhũng nhiễu nào đó thì sao? Lời nói của hắn cũng có ý đúng. Ta rất muốn biết trong ba người vợ của ta ai là người đẹp nhất, nhưng làm thế nào mà ta có thể biết điều ấy được nhỉ? À, phải rồi, ta sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý ở hậu cung tìm xem ai là người đẹp nhất. Người hãy mau triệu tập tất cả mọi người vào sảnh điện chính cho ta. Ta là người được đức vua chọn đầu tiên, chẳng có lý gì mà ta lại không phải là người đẹp nhất. Vào trước thì cũng chẳng khẳng định được điều gì cả. Mọi người chẳng luôn nói ta có vẻ đẹp thật lạ hay sao? Ôi, ta thì chẳng có gì mà phải bàn cãi nữa, bởi ta biết chắc chắn rằng mình là người đẹp nhất.
cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, vì ai cũng cho rằng ba bà hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Thưa đức vua, chuyện này sẽ không thể nào mà đi đến hồi kết được. Thò gan, ai cho phép ngươi ngăn cản những ý định của ta? Ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày nữa phải giải quyết cho xong việc này, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho các vị tướng số nổi tiếng, hay là bệ hạ cho mời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn không? Phải, có thế mà ta cũng không nghĩ ra, ngươi còn không mau làm ngay đi. Vâng, thưa đức vua. Thế nào, ngươi thấy ai là người đẹp nhất? Muôn tâu đức vua, xin ngài hãy cho con được trả lời câu hỏi này vào ngày hôm sau. Thôi được rồi, ngươi lui đi, ngày mai ngay lập tức trả lời cho ta. Vâng, thưa đức vua. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng ba hoàng hậu mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người. Ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của nhà vua nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình, mà chỉ kết luận chung chung rằng cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào đây? Muôn tâu, ngu thần có một kế mọn như thế này. Thường thì chỉ khi ở bên những người thân thiết nhất, người ta mới có thể nói thật lòng với mình. Chi bằng chúng ta hãy để vợ của ông ấy bí mật hỏi về điều này. Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẫm, cho gọi vợ của hắn ta vào cung và dặn dò tuyệt đối cẩn trọng, đồng thời chính chúng ta sẽ đích thân theo dõi chuyện này. Ông này, ông đã có câu trả lời vào ngày mai chưa? Chẳng lẽ ông không thấy ai là người đẹp nhất hay sao? Trước mặt đức vua và hai vị hoàng hậu còn lại, làm sao ta lại dám trả lời thẳng thừng những chuyện này chứ? Nếu ta nói ra thì sẽ mất lòng hai hoàng hậu còn lại, như thế thì nàng cũng biết hậu quả rồi đấy. Thật ra theo tướng số thì hoàng hậu đầu tiên chính là người đẹp nhất. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt của hoàng hậu đều vô cùng cân xứng, hài hòa và tuyệt mỹ. Đó là một vẻ đẹp không ai có thể sánh được. Vậy là trước mặt ta, ngươi đã dám buông lời giả dối, không nói thật những điều ngươi nghĩ. Người đâu, mau chém đầu tên này cho ta. Xin đức vua tha mạng, xin đức vua tha mạng. Nàng chính là người vợ đẹp nhất của ta, vậy mà bấy lâu nay ta đã không nhận ra được điều đó. Thật là bất công. Kể từ sau ngày hôm đó, đức vua đặc biệt sủng ái hoàng hậu thứ nhất, lơ là hai hoàng hậu còn lại. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo, ta đã tính toán hết rồi. Đây là thuốc độc, chỉ cần bỏ vào đồ ăn thì bà ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi chúng ta. Bẩm đức vua, hoàng hậu đẹp nhất đã trúng độc và chết rồi. Người nói sao? Là kẻ nào? Kẻ nào? Hãy mau tìm cho ra kẻ đó ngay lập tức. Dạ thưa, đã tìm được hung thủ sát hại hoàng hậu đẹp nhất rồi. Giải vào đây cho ta. Xin đức vua hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, chúng thần là vợ của ngài mà. Chém đầu hết cho ta. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, đức vua. Cả ba người vợ của ta đều đẹp, cớ sao ta lại phải nhất định tìm cho được người đẹp nhất chứ? Giờ thì tất cả họ đã xa ta, hoàng cung vốn bình yên như vậy mà giờ lại thê lương thế này. Ta ân hận lắm, ta thật là một kẻ hồ đồ. Xin đức vua hãy bớt đau buồn. Theo như thần dò xét thì việc này đúng là đã nằm trong âm mưu của nước láng giềng, chúng muốn bệ hạ không được bình yên. Ta thật là hồ đồ, cuối cùng thì ta phải trả giá cho sự hồ đồ ấy. Vậy là ba vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết. Đức vua đau lòng và ân hận về việc làm của mình vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua cô độc trong hoàng cung trống trải lạnh lẽo, bất kể xuân hạ thu đông.